tiên tri hé lộ thiên cơ, đúng tháng 3 âm lịch năm 2024, vận trình chuyển hướng, Đinh Mùi sinh năm 1967, sự nghiệp thăng hoa, tiền tài tăng vọt, giàu có không ai sánh bằng. Kính thưa quý cô bác anh chị, tháng 3 âm lịch, kênh Minh Đường Tử Vi nguyện chúc cho quý cô bác anh chị đang theo dõi video sẽ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Minh Đường Tử Vi rất lấy làm biết ơn khi được gặp lại cô bác anh chị Đinh Mùi 1967. Hy vọng những thông điệp được truyền tải đến quý cô bác anh chị ngay sau đây sẽ phần nào giúp cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc ngập tràn. Và trước khi đi vào nội dung chính, thì Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý cô bác anh chị Đinh Mùi 1967 đã luôn đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong suốt chặng đường vừa qua. Mọi sự ủng hộ và đón xem của quý cô bác anh chị sẽ góp phần lớn lao. Và đội ngũ ban biên tập kênh Minh Đường Tử Vi cũng như công đức vô lượng này xin được hồi hướng đến toàn thể quý cô bác anh chị đã đăng ký theo dõi kênh, xem video, nhấn like và đưa ra những cảm nghĩ của mình bằng lượt bình luận bên dưới video, và Minh Đường Tử Vi sẽ liên tục cập nhật cũng như sẽ cô đọng chất lọc những nội dung tinh túy nhất, chính xác nhất về vận trình của quý bản mệnh, về tử vi của 12 con giáp cùng các nội dung đặc biệt hấp dẫn khác để mang đến cho quý cô bác anh chị những trải nghiệm tuyệt vời nhất có thể. Trong quá trình truyền đạt thông tin thì đội ngũ biên tập kênh không thể tránh khỏi những thiếu sót, và nếu có chỗ nào không phải thì mong quý cô bác anh chị Đinh Mùi 1967 thông cảm, hoan hỷ và đồng hành, cũng như góp ý kiến để Minh Đường Tử Vi ngày một hoàn thiện hơn, để giúp ích cho đời và cộng đồng Tử Vi Việt ngày một phát triển. Quý cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người, quý cô bác anh chị Đinh Mùi 1967 nhé. Minh Đường Tử Vi xin chân thành cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị, và ngay sau đây, không để cô bác anh chị Đinh Mùi 1967 phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tháng 3 âm lịch năm 2024, tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, vận số đảo chiều, thần Phật phù hộ, phúc tinh cao chiếu, giàu khét tiếng. Quý bản mệnh Đinh Mùi, sinh năm 1967, trong tháng 3 âm lịch năm 2024 này, theo luận giải mới nhất tháng 3 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Mùi 1967 cho thấy, quý bản mệnh cần phải chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày và đừng để bị cuốn vào những ước mơ hảo huyền không thực tế. Đinh Mùi lúc này nên nhớ rằng, chỉ khi Đinh Mùi nỗ lực không ngừng thì mới có thể đón nhận được những điều tuyệt vời. Tuổi Đinh Mùi đang tìm kiếm việc làm thì cũng cần phải cẩn trọng và thông minh khi chọn lựa cơ hội. Thị trường lao động hiện nay rất phức tạp và có nhiều kẻ gian muốn lợi dụng sự thiếu hiểu biết của bản mệnh để chiếm đoạt tiền bạc hoặc tài sản của Đinh Mùi. Tháng này nguyệt lệnh lâm suy khiến Đinh Mùi gặp phải nhiều khó khăn trong việc quyết định và hành động. Đinh Mùi có thể bị đánh lừa bởi những lời mời gọi hấp dẫn về việc thay đổi công việc, nhưng thực chất lại không có lợi cho Đinh Mùi, và bản mệnh cũng không nên tự ti và so sánh bản thân với người khác nhé. Bởi mỗi người đều có con đường riêng của mình, việc này chỉ khiến Đinh Mùi mất đi sự tự tin và khả năng phát triển của mình. Tứ hành xung xuất hiện làm cho Đinh Mùi có nhiều cơ hội và mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Đinh Mùi và người yêu thường xuyên cãi vã và khó có thể tìm được sự thỏa hiệp và hòa hợp. Đinh Mùi cần phải kiểm soát cảm xúc của mình và lắng nghe quan điểm của đối phương để giải quyết vấn đề. Ngược lại, với tuổi Đinh Mùi chưa có gia đình thì cuộc sống lại rất sôi động và vui vẻ. Khi đi gặp được người bạn đời ưng ý, người này sẽ là người bạn tri kỷ, luôn bên cạnh và chia sẻ mọi khó khăn, niềm vui trong cuộc sống với quý bản mệnh. Và tiếp theo chương trình xin mời quý cô bác anh chị Đinh Mùi 1967 cùng lắng nghe những dự ngôn luận giải chi tiết về những dấu hiệu liên quan đến các phương diện như sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Vậy bước sang tháng mới, quý bản mệnh Đinh Mùi sẽ đón nhận những khó khăn và thử thách gì? Và làm cách nào tận dụng những cơ hội để sớm ngày đạt được cuộc sống giàu sang, hạnh phúc viên mãn? Thì xin mời quý cô bác anh chị Đinh Mùi cùng lắng nghe nhé! Và dấu hiệu đầu tiên sẽ là dấu hiệu về phương diện sức khỏe của quý cô bác anh chị Đinh Mùi 1967 trong tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. Về sức khỏe là điều quan trọng nhất trong cuộc sống, nhưng tuổi Đinh Mùi lại đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về thể chất do tâm trí luôn căng thẳng và mệt mỏi. Điều này khiến cho sức đề kháng của bản mệnh giảm xuống, dễ bị nhiễm trùng hoặc mắc các bệnh mãn tính. Để bảo vệ sức khỏe của mình trong tháng 3 âm lịch này, Đinh Mùi cần phải chú ý đến những điều sau đây. Khi cảm thấy có dấu hiệu bệnh tật,
Đinh Mùi không nên chủ quan mà phải đi khám và điều trị sớm. Đinh Mùi cũng nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện và ngăn ngừa các bệnh nguy hiểm. Đinh Mùi cần có một chế độ ăn uống hợp lý, cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Đinh Mùi nên ăn đủ 3 bữa, không bỏ bữa hay ăn quá nhiều. Đi ăn uống thì cũng nên hạn chế đồ chiên rán, ngọt, mặn, cay và uống nhiều nước. Đinh Mùi cần có một lối sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên để tăng cường sức khỏe và giải tỏa căng thẳng. Đinh Mùi có thể chọn những hình thức vận động phù hợp với sở thích và khả năng của mình như đi bộ, chạy bộ, tập yoga, bơi lội. Đinh Mùi cần có một thái độ sống tích cực trong cuộc sống, không để cho những áp lực công việc hay gia đình ảnh hưởng tới tâm trạng của mình. Bản mệnh nên biết cách xả stress, giải trí hợp lý và tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân và bạn bè. Khi gặp khó khăn thì bản mệnh cần có một định hướng làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, không làm việc quá sức hay vui chơi quá khuya. Đinh Mùi nên ngủ đủ giấc khoảng 7 đến 8 tiếng mỗi ngày để cơ thể được phục hồi và tái tạo năng lượng. Và dấu hiệu thứ hai sẽ là dấu hiệu về phương diện tình duyên và gia đạo của quý bản mệnh Đinh Mùi 1967 trong tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. Tháng 3 âm lịch năm 2024 là một tháng khó khăn cho quý bản mệnh Đinh Mùi đó. Theo tử vi thì tứ hành xung là một trong những sao xấu ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc sống của Đinh Mùi. Đinh Mùi sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối và xung đột trong gia đình mà khiến cho Đinh Mùi cảm thấy mất phương hướng và lo. Bản mệnh có thể tự trách bản thân rằng mình đã làm gì sai sót quá nặng nề mà dẫn đến tình trạng này. Đừng để tâm trạng tiêu cực chi phối bản mệnh nhé. Lúc này Đinh Mùi cần tìm cho mình một không gian riêng để bình tĩnh lại và suy nghĩ rõ ràng. Đinh Mùi không thể giải quyết được vấn đề khi bản mệnh chỉ biết than phiền và buồn bã. Lúc này bản mệnh cần nhận ra rằng gia đình là nơi Đinh Mùi luôn được yêu thương và quan tâm. Hãy biết trân trọng và chia sẻ với người thân những điều bản mệnh đang gặp phải. Khi Đinh Mùi đã có được sự bình an trong tâm hồn, Đinh Mùi sẽ nhìn nhận ra được vấn đề một cách khách quan và hiệu quả hơn. Đinh Mùi sẽ biết cách điều chỉnh thái độ của mình khi giao tiếp với gia đình, không còn cáu kỉnh hay nóng nảy nữa. Đinh Mùi sẽ dành nhiều thời gian hơn để ở bên người thân, cùng nhau chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau hỗ trợ và khích lệ nhau vượt qua mọi khó khăn. Đinh Mùi lúc này không nên quá tự tin vào những lời khuyên của người ngoài nhé, bởi họ không hiểu rõ tình cảnh của Đinh Mùi. Cho dù họ có ý tốt hay xấu, Đinh Mùi cũng nên lọc lấy những gì hữu ích và bỏ qua những gì vô nghĩa. Đinh Mùi là người duy nhất có thể quyết định cho cuộc sống của mình, không ai có thể thay thế được nếu bản mệnh đang còn độc thân. Tháng 3 âm lịch năm 2024 cũng là một tháng có nhiều cơ hội cho bản mệnh tìm kiếm một nửa của mình. Đinh Mùi không nên e ngại hay là sợ hãi khi tiếp xúc với người mới, bởi bản mệnh có thể bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời nếu bản mệnh không dám thử. Tuy nhiên, Đinh Mùi cũng không nên vội vàng hay mù quáng. Khi chọn người yêu, Đinh Mùi cần xem xét kỹ lưỡng những tiêu chuẩn cần có của một người bạn đời để tránh rơi vào những sai lầm không đáng có. Tiếp theo, bước sang tháng 3 âm lịch, tình hình công việc sự nghiệp của quý cô bác anh chị Đinh Mùi sẽ có chuyển biến như thế nào? Thì xin mời quý cô bác anh chị cùng tiếp tục lắng nghe dấu hiệu thứ 3 là về phương diện sự nghiệp. Bát Bạch đang trú ngụ tại cung chính nam, mang đến cho Đinh Mùi nhiều tin tức tốt lành về công việc. Đinh Mùi đang có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, nhận được sự công nhận và khen ngợi từ cấp trên và đồng nghiệp. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn chưa thỏa mãn với những gì mình đạt được. Đinh Mùi vẫn khao khát có những thành công lớn hơn. Đó là nguyên nhân khiến Đinh Mùi cảm thấy không hài lòng hoặc thậm chí là phiền muộn. Nhiều người cười bản mệnh có ý định thay đổi công việc, tìm kiếm một môi trường mới phù hợp hơn với khả năng và mong muốn của mình. Tuy nhiên, Đinh Mùi cần lưu ý rằng ở bất cứ nơi nào thì cũng có những kẻ ganh ghét và đố kỵ với Đinh Mùi. Đinh Mùi vì thế không nên né tránh hay sợ hãi trước những điều đó nhé, mà hãy đối mặt và chứng minh bản lĩnh của mình bằng cách hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Đinh Mùi luôn tin tưởng vào năng lực của bản thân. Đinh Mùi mong muốn được tham gia vào những dự án quan trọng vì sẽ giúp Đinh Mùi khẳng định vị trí của mình trong công ty. Tuy nhiên, cơ hội như thế không phải lúc nào cũng có, trừ khi Đinh Mùi biết cách tạo ra nó bằng cách thể hiện khả năng và trách nhiệm của mình trong công việc. Ngoài ra, tháng này do ảnh hưởng của kiếp tài, cho nên có nhiều lời đồn đại và bàn tán xấu xung quanh bản mệnh và thậm chí có người còn công khai phản đối và chỉ trích bản mệnh. Họ cho rằng Đinh Mùi không xứng đáng với những thành quả hiện tại. Điều này khiến Đinh Mùi cảm thấy buồn bã và áp lực. Và dấu hiệu thứ tư và cũng là dấu hiệu cuối cùng sẽ là dấu hiệu về tài lộc của quý bản mệnh Đinh Mùi, sinh năm 1967, trong tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. Luận tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024, tuổi Đinh Mùi có thiên đức cát tinh mang tới cơ hội phát tài phát lộc cho quý bản mệnh.
Tháng này là thời điểm thuận lợi để bản mệnh thực hiện những kế hoạch đầu tư và tăng thu nhập của mình. Đinh Mùi sẽ có nhiều dấu hiệu may mắn về mặt tài chính, nhưng cũng cần phải cẩn trọng và khôn ngoan trong việc quản lý nguồn vốn. Đinh Mùi có thể gặp được người có thể giúp đỡ Đinh trong việc tìm kiếm và khai thác những cơ hội đầu tư tiềm năng. Đinh Mùi cũng có thể nhận được những lời khuyên hữu ích từ người có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực mà bản mệnh đang quan tâm. Tuy nhiên, Đinh Mùi không nên tin tưởng quá mức vào những lời hứa hay những thông tin không rõ nguồn gốc. Bản mệnh lúc này cần tự mình nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định nhé. Bên cạnh đó, Đinh Mùi cũng không nên vội vã hay ham hố. Khi đầu tư thì Đinh Mùi cần xác định rõ ràng mục tiêu chiến lược và ngân sách của mình. Bản mệnh nên bắt đầu từ những khoản đầu tư nhỏ, an toàn và ít rủi ro. Sau khi có được kết quả tích cực và kinh nghiệm thực tế, thì Đinh Mùi mới có thể mở rộng quy mô và đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Nhìn chung, tuổi Đinh Mùi có thể phát triển tài chính của mình trong tháng 3 âm lịch năm 2024 nếu biết nắm bắt và khai thác những cơ hội phù hợp. Đinh Mùi cũng cần phải chú ý đến việc quản lý nguồn vốn, tránh những rủi ro không đáng có. Đinh Mùi hãy tỉnh táo, khôn ngoan và chủ động trong việc đầu tư để có được thành công và bình an. Quý cô bác anh chị đang theo dõi video Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, tháng 3 âm lịch năm 2024, tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, vận số đảo chiều, thần Phật phù hộ, phúc tinh cao chiếu, giàu khét tiếng. Kính thưa quý cô bác anh chị thân mến, chúng ta mong cầu có được cuộc đời an yên, nhưng lại chẳng thể nào tìm ra được phương hướng. Hãy lắng nghe lời Phật dạy về an nhiên để giúp ta tìm được bến đỗ tâm linh vững chắc cho cuộc đời mình. Vạn vật vốn vô sinh vô ngã, nghĩ làm gì khi đã thấy trơn như, hãy tịnh tâm mà an tĩnh trong thiền, khai trí tuệ ta đi tìm bến giác. 2. Mỗi người đều phải tìm thấy sự yên bình từ bên trong bản thân mình và sự bình yên thật sự không thể bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài. 3. Con đường là tự mình đi, cẩn thận chút đừng để ngã, bạn bè là để giúp đỡ lẫn nhau, giúp nhau chút đó là điều nên làm, hạnh phúc là cảm giác, xem nhẹ chút, thoải mái trong lòng, phiền não là tự mình chuốc lấy, quên nó đi đừng cuốn lấy mãi, tâm thái là do rèn luyện, cần phải bình thản, có tấm lòng yêu thương, tình cảm là từ bồi dưỡng mà thành, cần thuần khiết, đơn giản thành công thì phải trả giá, cần cố gắng và chịu vất vả, thất bại là khó tránh, nghĩ thoáng chút cần chấp nhận. 4. Hạnh phúc không phải là vơ vào cho mình thật nhiều, mà ngược lại bạn nên ban tặng, san sẻ những gì mình có cho người khác, đó mới là hạnh phúc, bản thân hạnh phúc ắt vận mệnh sẽ tươi đẹp. 5. Đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới, hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Kẻ thất giả an trú vững chãi và thảnh thơi, phải tinh tấn hôm nay, kẻo ngày mai không kịp, cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả. 6. Nhân sinh trên đời như thân ở trong bụi gai, tâm bất động, nhân không vọng động, người không động tâm thì không làm bậy. Người động tâm rồi nhất định phải chịu đau đớn, thiện ác sướng khổ đều bắt đầu từ suy nghĩ mà ra. 7. Người thường có tâm nguyện thì khó mà tự tại, tốt nhất nên biến thành hư nguyện, chỉ nên thành tâm mà làm còn viên mãn hay không phải tùy duyên. 8. Nếu bạn không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn vì chính tâm bạn không buông xuống nổi. 9. Vạn pháp duy tâm tạo, con người là kết quả của những gì mình nghĩ. Nếu một người nói và làm với tâm trong sáng thanh tịnh, hạnh phúc sẽ luôn đi theo anh ta như hình với bóng. 10. Có sinh ắt có diệt, có hợp ắt có tan, có thịnh ắt có suy. Khi bạn vui hãy hiểu rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, hãy nhớ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn, vạn pháp thế gian vốn vô thường. 11. Nhân sinh trên đời như thân ở trong bụi gai, tâm bất động nhân không vọng động, người không động tâm thì không làm bậy. Người động tâm rồi nhất định phải chịu đau đớn, thiện ác sướng khổ đều bắt đầu từ suy nghĩ mà ra. 12. Dứt bỏ nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không luyến ái vật chất, không còn ham muốn dục vọng sẽ giải thoát được mọi sự ràng buộc và không bao giờ bị phiền não. 13. Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến và cuộc đời của ngọn nến ấy không hề bị tàn lụi, hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết sẻ chia. 14. Giá trị của một con người không phải là khi họ đang ở vị trí thuận lợi, mà là khi họ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn và đau khổ nhất. 15. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang, thì tôi lại phát hiện có người không có chân. 16. Người có trí tuệ hãy thổi bay những cấu uế của bản thân mình, như một người thợ rèn thổi sạch những cặn bã của chất bạc, từng tí một, từng cái một và từng lúc một. 17. Thiền định mang lại sự thông tuệ, không thiền định sẽ dẫn đến vô minh. Hiểu rõ những gì dẫn dắt bạn hướng về phía trước
những gì cản trở bạn và lựa chọn con đường dẫn đến sự thông tuệ. 18. Hãy vững như bàn thạch để không bị lung lay trước giông bão. Những người khôn ngoan cũng không bị ảnh hưởng bởi những lời khen chê theo cách đó. 19. Buông xả mọi phiền não trong cuộc sống để tâm bình an là niềm hạnh phúc lớn nhất của mỗi người. 20. Bình yên đến từ bên trong, đừng tìm nó bên ngoài. 21. Những ai phá hủy được cội nguồn của sự ghen tị sẽ luôn bình yên trong tâm hồn. 22. Để có được một sức khỏe tốt, để có thể đem hạnh phúc cho gia đình nào đó, để đem bình an cho tất cả, thì người đó đầu tiên phải có nghị lực và phải làm chủ được suy nghĩ của mình. Nếu một người có thể làm chủ suy nghĩ, người đó có thể tìm thấy con đường giác ngộ, trí tuệ và đức hạnh sẽ tự nhiên hiển lộ nơi người ấy. 23. Tình chấp là nguyên nhân của khổ não, buông tình chấp bạn mới được tự tại. 24. Chỉ cần tự giác tâm an, thì Đông Tây Nam Bắc đều tốt, nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình. 25. Lấy từ bi và ôn hòa để thắng nóng giận, lấy hiền lành để thắng hung dữ, lấy bố thí và lòng rộng rãi để thắng tham lam, lấy chân thật để thắng giả dối. 26. Dứt bỏ nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không luyến ái vật chất, không còn muốn dục vọng, sẽ giải thoát được mọi sự ràng buộc và không bao giờ bị phiền não. 27. Không thể nào tìm thấy được hạnh phúc nếu chúng ta không nhìn vào hiện thực mà chỉ biết đuổi theo ảo giác. Hiện thực không tốt đẹp, cũng chẳng xấu xa gì cả. Vạn vật là như thế, không thể nào đúng với ý mình mong muốn là phải như thế. Quán thấy và chấp nhận điều ấy chính là một trong những chiếc chìa khóa mang lại hạnh phúc. 28. Cả đời này đã định sẵn chúng ta không mang theo được cái gì, vậy thì hãy sống vào lúc này, cười vào lúc này, giác ngộ vào lúc này vậy, đó là điều khiến con người thanh thản. 29. Không loạn bởi tâm, không vướng bởi tình, không sợ tương lai, không nhớ quá khứ. 30. Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản. 31. Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc, gian nan vất vả. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm nhận được sự yên tĩnh nơi tâm mình, đó mới chính là ý nghĩa bình yên thật sự. 32. Đừng tìm kiếm những điều xa xôi, hãy nhìn vào trái tim của chính bạn. Bình yên không phải là những thứ thế giới ngoài kia đem đến cho bạn, bình yên tồn tại trong sâu thẳm bên trong trái tim bạn. Thưa quý cô bác anh chị Đinh Mùi sinh năm 1967 thân mến, một năm có 12 tháng và mỗi tháng lại có rất nhiều ngày. Trong đó mỗi người trong chúng ta lại sinh vào những giờ ngày tháng khác nhau. Vậy tháng sinh có ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người như thế nào? Thì ngay sau đây sẽ là một phần đặc biệt mà Minh Đường Tử Vi muốn gửi đến quý bản mệnh Đinh Mùi, sinh năm 1967. Xin mời Đinh Mùi, sinh năm 1967 cùng lắng nghe và chiêm nghiệm vận mệnh tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 theo tháng sinh để biết được chúng ta sinh tháng nào là may mắn và ngược lại. Tuy nhiên vạn vật sinh ra đều có căn nguyên của nó. Chính vì thế, nếu quý bản mệnh là người sinh vào ngày tháng không may mắn thì cũng đừng lo lắng nhé, có câu, đức năng thắng số. Vận mệnh của Đinh Mùi sinh tháng Giêng. Xem vận mệnh của tuổi Đinh Mùi theo tháng sinh âm lịch, sinh vào tháng Giêng, người này sức khỏe tốt, sinh lực dồi dào, là người hào sảng, phóng khoáng, cũng rất ngay thẳng, chính trực, đi ra ngoài xã hội có quý nhân nâng đỡ nhiều, song chẳng được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ, anh em trong nhà cũng không giúp đỡ được nhiều. Cho nên bạn phải tự lực cánh sinh là chính. Tuổi Đinh Mùi sinh tháng này, nếu phát triển sự nghiệp ở phương xa thì sẽ thuận lợi hơn là khởi nghiệp tại quê nhà, mọi sự dễ dàng thành công hơn. Đường tài lộc của con giáp này không tồi, song cũng vẫn có điểm báo phá tài, cho nên bạn thận trọng hơn nhé, để giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất có thể. Vận mệnh của tuổi Đinh Mùi sinh tháng 2 âm lịch. Thì tháng 2 âm lịch là vào tiết Kinh Chập, tuổi Đinh Mùi sinh vào khoảng thời gian này tính tình có phần cố chấp. Tuy rằng được ơn quý nhân độ mệnh, nhưng hoàng lộc không dài, sự nghiệp phát triển đến một ngưỡng nào đó dễ bị suy thoái. Tuổi Đinh Mùi sinh tháng 2 âm lịch có vận mệnh cuộc đời không được tốt cho lắm, tháng sinh này khiến cho quý mệnh chủ tuy thông minh, đỉnh ngộ, có tài năng, có thực lực cũng được gia đình hỗ trợ rất nhiều là đó, nhưng hoàng lộc không mềm tại chức tại vị không được lâu dài. Đường tài lộc thăng trầm bất định, khi thì tiền tài ào ào đổ về nhà, khi thì không có một xu dính túi, điều này phần nhiều là do Đinh Mùi bị tiểu nhân quấy phá. Tiểu nhân ở ngay bên cạnh mình, hiểu rõ về mình, cho nên khi nỗi tâm phản bội thì dễ khiến tuổi này điêu đứng, chịu đủ mọi tổn thất to lớn về mình. Tuổi Đinh Mùi sinh tháng 2 âm lịch nên thận trọng cẩn tắc, chớ để kẻ xấu có cơ hội lợi dụng mà bán đứng mình nhé. Từ nhỏ nên tự rèn luyện nguyên tắc xử lý công việc một cách ngay thẳng, chính trực, không để cảm xúc dẫn đường mà mắc phải sai lầm bạn nhé. Vận mệnh của tuổi Đinh Mùi sinh tháng 3 âm lịch.
Theo lịch vạn niên là Tiết Thanh Minh, người này tài trí hơn người, ra đời được nhiều bạn bè giúp đỡ, gia đình có của ăn của để cho nên cũng hỗ trợ được phần nào. Trong cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn, cuối đời vẫn được hưởng thái bình, cuộc đời của người này khá suôn sẻ, thuận lợi, gặp dữ cũng hóa lành, tiền đồ rộng mở và bạn có thể theo nghiệp kinh doanh. Sinh vào tháng 3 âm lịch, tuổi Đinh Mùi có tài năng, có thực lực được đánh giá khá cao, họ may mắn có cuộc đời êm ả, không phải trải qua nhiều sóng gió khó khăn, mà được hưởng hạnh phúc, họ thích tiêu diêu tự tại, con giáp này được nhiều người yêu mến, cũng luôn có quý nhân bên cạnh, khi còn nhỏ thì có cha mẹ, anh em nâng đỡ, lớn lên thì có bạn bè tương trợ, có thể hợp tác cùng bạn bè thân thiết để làm việc, sự nghiệp có thể đạt được những bước tiến mới. Thành công vang dội tùy theo những mặt hàng kinh doanh, nhưng quý mệnh chủ nên tránh kinh doanh liên quan đến nông nghiệp, nông sản vì khả năng thành công không được cao. Tính tình người này hiền lành, ôn nhu, sống khiêm tốn, biết điều cuộc sống của họ từ nhỏ, khi lớn không thiếu cơm ăn áo mặc bao giờ, nhưng khó có thể giàu sang, tiền bạc nhiều tới MC đại phú đại quý, hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng tương kính như tân bên nhau bạc đầu giai lão. Vận mệnh của Đinh Mùi sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch trùng với tiết lập hạ, Đinh Mùi sinh vào tháng này lúc nào dáng vẻ cũng tất bật, vội vàng, có tài năng đấy nhưng chưa chắc được hưởng phúc, là người thông minh tài trí. Họ có thể cả đời vinh hoa, được người xa gần biết đến, tuy nhiên, làm việc để cảm xúc lấn át lý trí, cho nên hung cắt đan sen, cũng may có người giúp đỡ cho nên vận trình không quá sa sút. Theo thầy tử vi tiết lộ, Đinh Mùi sinh tháng 4 âm lịch, sức khỏe tốt ít khi ốm đau, có điều người này phúc lộc cha ông mỏng, không được hưởng nhiều sự trợ giúp của gia đình. Có tài, có trí, luôn chăm chỉ làm việc là đó, nhưng chưa chắc đã thắng được mệnh trời, khó làm nên nghiệp lớn. Tới tuổi trung niên thì họ mới dần đạt được những điều mình ước nguyện. Cơm ăn áo mặc đủ đầy chẳng thiếu thứ gì, nhưng cuộc đời Đinh Mùi sinh tháng 4 âm lịch luôn bị thị phi quấy rối, chuyện khẩu thiệt thị phi vây quanh. Cho nên bản thân họ có giữ được bình tĩnh hay gây mâu thuẫn với người khác, nhân duyên vì thế kém vượng. Tài lộc khá ổn, nhưng vẫn có những lần hao tổn tài lộc nhỏ. Vận mệnh của Đinh Mùi sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tiết mang trùng, tuổi Đinh Mùi sinh tháng 5 âm phải chịu nhiều vất vả trong cuộc đời, mệnh chủ cũng phải trải qua nhiều biến cố lớn. Mệnh chủ là người có nghị lực, có ý chí phấn đấu, sống biết điều, họ kính trên nhường dưới, biết tiến, biết lùi, song đường tài lộc có phần ảm đạm. Đôi khi cũng vướng phải chuyện khẩu thiệt thị phi, người này tự lực, tự cường, không dựa dẫm vào ai, mà tự nuôi sống bản thân bằng chính sức mình. Sinh vào tháng 5 âm lịch, con giáp này không có đồng nghiệp hay cha ông để lại, cũng không được gia đình hỗ trợ gì nhiều, mà mệnh chủ phải chịu nhiều khổ cực. Sớm ra đời làm việc, mệnh chủ cũng lập gia đình khá sớm, gánh nặng trên vai càng thêm nặng, thời trai trẻ cuộc sống khá vất vả. Tuy nhiên, người này không vì thế mà suy nghĩ bi quan hay tiêu cực, họ vẫn lạc quan, đối nhân xử thế chỉnh chu, khiêm nhường, ham học hỏi cũng thường xuyên giúp đỡ mọi người. Ông trời chẳng phụ lòng người. Sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi sinh tháng 5 âm cũng được nhiều người tương trợ. Từ tuổi trung niên, vận trình của quý mệnh chủ dần tăng tiến, đến hậu vận vô cùng tốt đẹp, tài lộc dồi dào, hạnh phúc viên mãn. Vận mệnh của Đinh Mùi sinh tháng 6 âm lịch. Sinh tháng 6 âm lịch là rơi vào tiết tiểu thử, cho nên tính tình thoải mái, vui vẻ, họ không hay lo nghĩ nhiều mà suy nghĩ lạc quan, tích cực, cuộc đời có cát hung, họa phúc đang xen, hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, con cháu hiển vinh. Khi tra cứu lịch vạn niên cho thấy, sinh vào tháng 6 âm lịch, con giáp này sống tiêu diêu, tự do, tự tại, không để ưu phiền sống qua ngày bằng mình. Họ được bố mẹ hỗ trợ anh em yêu thương là đó, nhưng đó chỉ là sự hỗ trợ về mặt tinh thần, còn tiền tài thì không giúp được nhiều. Mà toàn bộ là do tuổi Đinh Mùi tự dựa vào chính sức mình để làm ra, người này không quá tham vọng, cũng không đặt ra lý tưởng gì cao xa, họ biết sống đủ với mình nên an nhàn, tận hưởng cuộc sống ổn định, họ không phải đối mặt với nhiều sóng gió trong đời mình, cuộc sống gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền, tuổi già hưởng phúc không có gì phải tiếc nuối. Vận mệnh của tuổi Đinh Mùi sinh tháng 7 âm lịch. Tuổi Đinh Mùi sinh tháng 7 âm trùng với tiết lập thu, mùa thu hoạch, cho nên cuộc sống tự do, tự tại, không phải lo lắng gì nhiều. Sinh vào tháng này tuổi Đinh Mùi biết tận hưởng cuộc sống, được gia đình hỗ trợ giúp đỡ rất nhiều. Tuy sự nghiệp không có nhiều thành tựu nổi bật là bao, nhưng tài lộc không nhiều, cơm ăn áo mặc lúc nào cũng có. Vận mệnh của Đinh Mùi sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là rơi vào tiết bạch lộ. Tuổi Đinh Mùi sinh vào tháng này sự nghiệp hanh thông có thể làm nên đại nghiệp, tiền đồ rộng mở, vô cùng phúc lộc. Sinh tháng 8 âm trong năm trời sinh có phúc tướng, cuộc đời hạnh phúc không phải lo nghĩ nhiều, được gia đình trợ giúp rất nhiều, thiên tư đỉnh ngộ, quý mệnh chủ rất có tài, có trí, phẩm chất cao sang,
là người thẳng thắn và khiêm nhường. Sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi sinh tháng 8 âm thì được quý nhân phù trợ, bạn bè nâng đỡ, cho nên dễ thành công, có thể đạt được những vị trí cao, danh lợi song toàn, cuộc sống gia đình viên mãn, được bạn đời thấu hiểu và thông cảm hỗ trợ nhiều cho sự phát triển sự nghiệp, con cháu hiếu thuận chăm ngoan. Vận mệnh của tuổi Đinh Mùi sinh tháng 9 âm lịch. Tuổi Đinh Mùi sinh tháng 9 âm vận mệnh thăng trầm, bất định, khó có thể đoán định được, tuy có tài năng thực, tài trí hơn người và có nhiều tài lẽ, tinh thần làm việc nhiệt tình, luôn cầu tiến ham học hỏi, lại có ý chí phấn đấu, song vì cuộc đời không được nhiều quý nhân trợ giúp cho nên sự nghiệp hay gặp phải trở ngại ngáng đường. Bạn thử làm theo lời Phật dạy để quý nhân luôn bên mình nhé. Đôi khi họ thất bại là vì có chí, nhưng không có gan thực hiện, chỉ chỉnh chu làm những việc mình biết mà không dám mạo hiểm. Có điều mệnh chủ là người có thiên hướng nghệ thuật, nếu phát triển theo hướng này và đào sâu nghiên cứu thì có khả năng giành được nhiều thành tựu lớn đáng ngưỡng mộ. Vận mệnh của Đinh Mùi sinh tháng 10 âm lịch là tiết lập đông, vì thế cuộc đời người này bình thường, không có gì nổi bật, nếu không an phận thì khó có thể được như sở nguyện. Điều này có phần nhàm chán nhưng lại thích hợp với vận mệnh của con giáp này. Tuổi Đinh Mùi sinh tháng 10 âm thông minh, đỉnh ngộ, tài hoa hơn người, tinh thông kim cổ, mệnh chủ là người ham học và muốn đào sâu tìm hiểu mọi thứ. Tuy nhiên, tài năng này cũng vô dụng khi mà bản thân con giáp này có phần nhút nhát, không dám mạo hiểm những gì mình đang có, cho nên mà quý mệnh chủ chỉ dám làm những điều quen thuộc, sống an phận thủ thường không dám khám phá những chân trời mới, thiếu tinh thần cầu tiến, thiếu quyết tâm, chịu khó, chịu khổ để lập nghiệp, họ thích cuộc sống an nhàn, không sóng gió, không khó khăn trở ngại. Tuy nhiên, tiềm ẩn dưới con người này vẫn là tài năng vượt trội, nếu thuận thế theo kịp sự phát triển của xã hội, dám làm những điều mới lạ, dám chấp nhận thất bại thì nhất định có thể làm nên chuyện lớn mà trở thành người có địa vị trong xã hội và được nhiều người ngưỡng mộ. Vận mệnh của tuổi Đinh Mùi sinh tháng 11 âm lịch. Sinh tháng này có phần thất thường hay nổi nóng, nhưng tính tình thẳng thắn, cho nên họ dễ đắc tội với người, lại càng hay gây chuyện và tự tạo kẻ thù. Mệnh chủ là người có tài năng, họ không sợ ác bá, cường quyền hay giúp đỡ người yếu thế hơn mình. Tuy nhiên, người này phúc mỏng gia đình không có đủ tiềm lực trợ giúp, mà mọi sự phải dựa vào chính sức mình. Người này càng đi xa lập nghiệp thì càng tốt, có thể phải tha phương nửa cuộc đời, chung vận bắt đầu có may mắn, sự nghiệp dần khởi sắc. Song cần chú ý điềm báo cho thấy khoảng thời gian này quý mệnh chủ có họa sát thân, cho nên trong tháng 3 tới đây làm gì cũng phải thận trọng nhé, thử áp dụng cách hóa giải vận xui này nhé. Cuộc sống hôn nhân cũng phải trải qua nhiều thăng trầm, song cuối cùng vẫn được viên mãn, sau cơn mưa trời lại sáng mà, hậu vận tốt đẹp an nhàn hưởng phúc. Cuối cùng là vận mệnh Đinh Mùi sinh tháng 12 âm lịch. Tuổi Đinh Mùi sinh tháng 12 âm là tiết tiểu hàn trong năm, khí trời lạnh giá khiến cho con người mất cảm giác an toàn, cho nên hay thay đổi dao động, họ sống bản năng không có nhiều mưu mô, cũng chẳng có tham vọng gì, nhưng may mắn thánh nhân đãi kẻ khù khờ, cho nên họ vẫn có cuộc sống bình an. Khi về già, con giáp này vốn dĩ cũng có phúc có lộc, khi mà gia đình hòa thuận, cha mẹ thương yêu, thời còn nhỏ họ học hành chăm chỉ cũng giành được không ít thành tựu, là con ngoan trò giỏi, họ có tâm địa thiện lương mà chẳng suy nghĩ xấu xa độc ác với ai. Định mệnh an bài, Đinh Mùi sinh tháng 12 không khí bất quý, có địa vị cao trong xã hội, được bao người nể vì cuộc sống của người này an nhàn tuổi già hưởng phúc chẳng phải lo lắng hay suy nghĩ gì nhiều. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, tháng 3 âm lịch năm 2024. Tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, vận số đảo chiều, thần Phật phù hộ, phúc tinh cao chiếu, giàu khét tiếng. Từ đội ngũ biên tập kênh, trong quá trình truyền đạt, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nếu có chỗ nào không phải mong quý cô bác anh chị thông cảm, hoan hỉ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Quý cô bác anh chị Đinh Mùi, sinh năm 1967 thân mến, như chúng ta đã được biết, thì theo luật nhân quả, thì thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp, thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật. Suy cho cùng tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước. Vậy nên những thông tin trong video này, chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý cô bác anh chị Đinh Mùi sinh năm 1967 nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an,
hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.